Hello, xin chào anh em. Hôm nay Duy giới thiệu với anh em nha. Wow, cái dàn xe này. Dàn xe của các bạn, các anh. Xe của Sài Gòn lên chơi ghé thăm mình. Hai mấy anh em sáng giờ đi Dinh Tịnh Trưởng, đi khu Kadasa rồi chụp hình với nhau. Giờ kéo về quán Duy uống cà phê. Rồi cho anh em coi. Cái gì ta? Xe này là xe của anh Dũng. Anh Dũng là nickname là Vespa Lang Bạc, một fan của mình từ hồi còn sinh viên ha. Mình rất là thích những cái bài của anh từ hồi còn đăng trên Vespa Friend. Và đến hôm nay thì nè Hello anh. Hello. Rồi, chào anh. Nhân em đầu tư tính mua cái này. Nhân tính mua lại cái Dinh Tượng, Dinh Tượng trường này bảo tồn nha mọi người ơi. Dạ. Tính mua lại. Anh Dũng này. Ông này là ông chủ quán, ông chủ quán. Ông này là môi giới này. Môi giới. Môi giới. Ông chủ quán. Ở trên nóc. Ông này ông bán. Giờ mà có vô đủ điều kiện là sẽ mua lại cái Dinh Tượng trường này bảo tồn ha. Dạ. Mua lại để cho anh em đồ lên chơi chiêm ngưỡng đồ.
Ông này cũng hơi khó, chạy giá ông nãy giờ chưa được. Ông này, đòi lon Vigo không? Ông đòi mấy lon mà chịu sao nổi với ông. Kêu bớt ông bớt có nửa lon thôi mà ông không chịu. Ông này. Thùng mà thùng đạn xách thùng đạn lên. Nói nghe đừng có nói gì ở đây, đừng có nói gì nữa. Mấy cái trụ điện này cũng là một cái trụ điện một cái thôi hả? Trụ điện này là nó là những cái nó thuộc về dĩ dãn luôn á. Đẹp quá. Đẹp từ cái trụ điện anh hả? Cứ để cho nó vậy.